Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý đạo hữu Phật tử, chư thiện nam tín nữ gần xa, cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Vào những ngày cuối tháng 3, chúng con lại có duyên trở về một vùng đất của những cánh đồng bạc ngàn, những vườn cây trái xum xuê và chính dòng sông huyền thoại đã tụ hội lại trong hai từ miền Tây, nơi vùng quê lưu trữ sự đậm đà bản chất Nam Bộ, mang đến cho chúng ta những ấn tượng sâu đậm khi một lần ghé thăm. Người dân vùng quê Vĩnh Long, kinh tế thu nhập chủ yếu là làm ruộng cày cấy. Sau những giờ lao động mệt mỏi, họ thường đến chùa để lễ lạy, cầu nguyện gia đình bình an, tìm cho mình không khí trong lành yên tĩnh dưới ánh hào quang của Đức Như Lai. Tôi nhớ làm sao những buổi chiều, lời kinh giải thoát giọng cao siêu đây ngôi chùa quê ngày hai buổi, cầu nguyện dân làng sống yên vui. Đây mái chùa Giác Long, tọa lạc tại ấp 2 xã Hòa Thành, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, nơi vùng quê miền sông nước còn gặp nhiều khó khăn và cũng là nơi quy tụ nhiều Phật tử có chung tấm lòng thiết tha với đạo pháp. Chùa do thầy Thích Minh Tuấn trụ trì. Thầy là một vị tăng trẻ rất có tâm huyết đối với sự nghiệp hoằng pháp và biết dấn thân phụng sự cho đạo pháp, cho dân tộc. Hôm nay quý Phật tử trở về chùa Giác Long, rồi là mùa màng chúng ta đã cũng ổn định phải không ạ? Phật tử dạ. Gặt lúa xong hết chưa? Dạ hả? Buổi sáng nay chị mấy anh chị em có hẹn không mà đến đông đủ quá vậy? Dạ. À, dạ hả? Rồi coi như là cái mùa nông nó cũng hơi ở dưới quê mình thì quanh năm suốt tháng thì bám với miếng ruộng thì thầy thấy nó cực khổ cho quý Phật tử quá. Nhưng mà giữa một cái vùng quê như thế này mà quý Phật tử trong cái bận rộn với cuộc sống của mình thì cuộc sống nhất định mình phải lo mưu sinh rồi đó. Nhưng mà trong cái thời gian rảnh rỗi quý vị biết hướng tâm về Tam Bảo, đây là một cái điều rất là trân quý. Mà thầy nhớ lại hồi 7 năm về trước thì thầy về đây, một cái ngôi chùa nó nằm sâu ở dưới cái lòng chảo. Cái bờ đê này hồi xưa là quý vị biết là cái bờ đê này nó cao lắm, nhớ không? Bờ đê chống lũ cao lắm. Cái chùa của mình là nằm sâu ở dưới, mà hôm nay thì chúng ta bơm cát cũng như là có phần gì đó nó tương đối thì chánh điện cũng như là nó cũng đã tạm ổn thì thầy thấy cũng mừng á. Mừng như mà quý vị biết, mừng mà lo. Quý vị biết sao mừng là mừng sao biết không? Mừng là chúng ta cái chánh điện thì chúng ta nó tạm ổn không? Quý vị để tay xuống đi, mình thầy trò mình gặp nhau ngày hôm nay là vui lắm, thầy cũng mừng. Mừng ở đây là cái Tam Bảo, ngôi chùa của mình giữa vùng quê mà dần bước trong vòng 7 năm có sự hình thành, chúng ta xây dựng này cũng ổn, là có nơi để cho trước là phụng thờ Tam Bảo, là sau đó là chúng ta để cho chư tăng cũng như là quý Phật tử có nơi để tu học. Đó là một cái tâm huyết, một cái sự mừng của thầy. Nhưng mà còn cái lo là công trình phụ, chúng ta vẫn còn mấy cái công trình phụ rất là lo lắm. Ủa sư phụ, vậy là công trình của chùa của mình có hoàn thiện hết chưa sư phụ? Công trình chùa Giác Long chúng ta thì hiện bây giờ chúng ta còn một khúc nhà tăng nữa. Dạ. Với hai đặc biệt nhất là cái khu bờ kè. Quý vị đang ngồi là chúng ta đang trên một cái con đê chống lũ. Thì cái chùa chúng ta, chùa thì nằm sát bờ sông lắm, sát bờ sông. Thì con đê chống lũ thì chúng ta đã bơm đất bằng rồi. Nhưng mà chúng ta phải làm bờ kè để giữ cái phần móng ở phía trong. Thì đây là một cái điều trăn trở của thầy với cái giải nhà khách, nhà tiếp chư tăng cũng như quý Phật tử. Dạ. Là hiện bây giờ thì chúng ta đã ổn định chánh điện. Dạ. Phần nhà bếp cũng ổn định đi. Nhưng mà còn cái lo lớn nhất của cái này, của cái khu là chúng ta làm sao chúng ta giữ được cái phần nền móng ở phía trong. Dạ. Nam mô và sư phụ, là sư phụ đang lo về cái khó khăn gì mà sư phụ đang... Cái khó khăn ở đây á là một cái điều mà thầy rất là trăn trở. Thầy sẵn hôm nay thì có quý Phật tử đông đủ rồi, thầy cũng giải bài với Phật tử một chút xíu tâm sự. Thì cái khó khăn lớn nhất ở đây là kinh phí. Giữa một cái vùng quê thì quý vị biết ngày xưa lúc 7 năm về trước mà chúng ta thầy về đây nhận ngôi chùa lá dột nát, mà dần sau được 7 năm thì đối với cái sự mà
Tam Bảo hộ trì, rồi quý Phật tử phát tâm, rồi cái nỗ lực tu tập của tăng ni Phật tử nơi đạo tràng vùng sâu vùng xa giữa vùng quê này mà ngôi chùa hiện diện thì rất là khang trang. Một điều trăn trở nhất là bây giờ quý Phật tử nói là có nhiều quý Phật tử cứ nói là bây giờ thôi chùa Giác Long xây lên khang trang giàu rồi, nên là thôi tụi con không phát tâm cúng dường nữa. Thì quý vị biết đây là một cái điều lo mà thầy không thầy sẵn đây câu thầy sẵn hỏi quý Phật tử một câu nè. Tăng ni trụ trì là những người thừa hành giáo pháp của Như Lai, trên cầu giáo pháp, dưới xin bát cơm ngàn già để mà nuôi thân, để tu tập, để duy trì cái mạng mạch Phật pháp, đó là nhiệm vụ của tăng ni. Rồi thầy xin hỏi quý một câu, quý Phật tử nói nếu như mà chùa nào giàu chùa nào nghèo thì xin thưa rằng tăng ni trụ trì, quý vị thấy là tăng ni làm gì có tiền, ngài chỉ tụng kinh cỏ mỏ rồi tu tập, rồi những cái điều mà tăng ni mà sinh hoạt hoặc là mặn mạch Phật pháp được duy trì đó là ngoại hộ của nam nữ cư sĩ Phật tử. Thì thầy hỏi một cái câu như thế này, tiền xây chùa là ở đâu ra quý Phật tử? Ở đâu ra con? Dạ, dạ, của Phật tử cúng dường. Như vậy là tính ra là giữa thầy với Phật tử ai giàu hơn? Thầy còn phải đi xin cơm quý Phật tử mà. Dạ, tính ra vậy là Phật tử giàu hơn. Thì cái giàu, mình nói ra câu cho nó vui vậy thôi, chứ là thật sự không giàu mà không nghèo. Là tiền đó là do nam nữ Phật tử hộ trì chánh pháp. Thầy có nhiệm vụ là người trụ trì, có nhiệm vụ là chỉ gìn giữ cái của quý Phật tử. Nếu thầy gìn giữ mà không đúng thì tăng ni trụ trì sẽ có tội với Phật tử, phải không? Thì cái gìn giữ ở đây thì đây là một cái tâm lý chung. Khi mà một ngôi chùa sụp sệ, một ngôi chùa lá, thì cái nhìn chung của quý Phật tử nói là ngôi chùa này khổ quá, rồi phát tâm ủng hộ, rồi khi mà chùa xây xong rồi nó giàu quá. Mà cái giàu cái nghèo đó là cũng là tiền của Phật tử, mà không biết làm sao có sự phân biệt như vậy, là do cái nhìn dưới con mắt trần của chúng ta. Thì chúng ta thấy cái bề ngoài hiện hữu thì nó thì kiếm Phật tử là tại sao cái tâm lý, cái sự suy nghĩ của thầy á là nếu mà cái tiền của quý Phật tử cúng vô Tam Bảo thì làm sao. Có nhiều người nói thầy ơi, thầy xây làm chi cho nó lớn, rồi xây làm chi cho nó đẹp, rồi thầy lại mắc nợ. Mà thật xin thưa rằng quý Phật tử là hiện bây giờ là chúng ta vẫn còn nợ vật tư, nhưng mà chùa chúng ta đã xây xong thì tâm lý người ta nói thôi bây giờ chùa giàu rồi, người ta không có cúng nữa, không có phát tâm nữa, đi đến chùa nghèo cúng. Nhưng mà xin thưa rằng thì tất cả do cái sự uyển chuyển của thầy, thầy gắng cố gắng để làm sao để hoàn thành cái ngôi chánh điện sớm nhất và có tạm gọi là khang trang. Nếu như bây giờ thầy thiết nghĩ nè, đồng tiền quý vị bỏ vô để cúng dường cho Tam Bảo, mà nếu như mà quý vị bỏ vô cúng dường cho Tam Bảo và Tam Bảo đó dựng lên đơn giản xài trong vòng 10 năm 20 năm thì thế hệ kế thừa nữa người ta đập ra, người ta bỏ, người ta làm lại, thì coi như cái phước của quý vị chỉ duy trì được có 10 năm 20 năm. Mà nếu như thầy làm kiên cố chắc chắn thì cái phước đó nó sẽ duy trì dài lâu hơn nữa. Nếu như mà nó hiện hữu 80 năm 70 năm thì cái phước của quý vị nó sẽ lưu chuyển theo 80-70 năm. Thì một cái điều mà thầy rất là trăn trở, nói chung là với cái tâm thành, thì giờ mỗi người tu sĩ thì quý vị biết rồi đó, thì không có làm gì để mà có được cái kinh phí. Tất cả là do cái sự nỗ lực tu tập và nguyện cầu giữa Tam Bảo và cái sự hộ trì chánh pháp của quý Phật tử. Tại vì nam nữ Phật tử là những vị hộ trì chánh pháp để giúp cho đạo Phật, để giúp cho chánh pháp được lưu truyền, là cái sự hộ vệ của nam nữ Phật tử cư sĩ. Thì hôm nay là quý vị cũng giải tỏa được cái trăn trở mà có lẽ là nhiều vị cũng hay thắc mắc như thế, thì quý vị cũng trăn trở được ai là người giàu nhất, phải không? chúng ta trăn trở. Thì sẵn dịp hôm nay quý Phật tử về đông đủ thì thầy xin chia sẻ một cái niềm nỗi rất là lớn của người trụ trì. Và nếu như mà ai cũng tâm lý nghĩ như quý Phật tử, bây giờ chùa đã xây xong, xây lên rồi, giờ không hộ trì nữa, thì mạng mạch Phật pháp lấy gì lưu truyền quý vị? Tất cả những tăng ni Phật tử hàng ngày sống phải nhờ bát cơm của quý Phật tử. Nếu không có sự hộ vệ, không có sự ngoại hộ, không có sự phát tâm cúng dường thì tăng ni nơi đó không làm đạo được. Tại vì tất cả những kinh phí hàng ngày đều phải trông chờ, phải có sự phát tâm cúng dường quý Phật tử. Nên chính vì thế
Thì quý Phật tử biết á, Tam Bảo xây xong nhưng mà chúng ta còn những cái công trình phụ mà quý vị chỉ nhìn vô cái Tam Bảo thôi, thấy chánh điện đẹp, nói là chùa xây xong rồi, nhưng mà giờ quý vị nhìn đi, bờ kè chúng ta là cái bờ kè gần sông, dài là 50 mét mà rất là gần sông. Đây là một cái nhà chúng ta ở sát bên đây, cái nhà sát bên chỉ có cách mấy bước thôi là chúng ta đã tới sông rồi. Mà cái nơi đây là để dành cho pháp phóng sanh, có thể là quý Phật tử nào chúng ta bước xuống, chúng ta tháo ra, chúng ta thả cá phóng sanh xuống cái đó, nó rất là hẳm. Nên là thầy cũng muốn làm một cái bờ kè để cho, thứ nhất là để bảo vệ cái nền móng của Tam Bảo, và thứ hai nữa là để cho sự an toàn và cái chỗ phóng sanh cho nó cũng được an toàn nữa. Nên rồi quý vị thấy căn nhà này là chúng ta gắn liền với thầy khi mà thầy bước về nhận ngôi chùa này phải không ạ? Dạ, nhà lá. Nhà lá này nó rất là kỷ niệm. Nhưng mà đối với phá tu, đối với mà khi mà đám tiệc mà Trư Tôn Đức đến chùa chúng ta, thì chúng ta không thể nào có chỗ để mà quý Phật tử nghỉ ngơi. Giờ quý vị thấy là khi mà Du Lan đến, thầy phải mượn nhà của Bảo Loan. Chứ giờ quý vị thấy kỳ rồi mà chúng ta lễ tạ đàn dược sư đó, là tăng ni ngồi hai bên giải hành lang, nắng dữ lắm. Thầy thấy thầy xót và thầy đau lòng lắm. Nhưng mà bây giờ cái điều kiện của chùa mình, thì một lần nữa thầy cũng mong rằng đại chúng chúng ta cũng đồng chắp tay để niệm danh hiệu Quan Thế Âm ba lần, để cùng ngồi ngay cái bờ kè cũng như cái nhà giải nhà khách, để chúng ta cầu nguyện cho cái công trình sớm được thành tựu. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Thượng Tọa, quý ni trưởng, quý ni sư, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử xa gần, kính thưa các danh nhân danh nghiệp, những vị Phật tử hảo tâm, thì một lần nữa chùa Giác Long đã trong những năm tháng xây dựng vừa qua được sự hộ trì của Tam Bảo và được sự phát tâm dũng mãnh của chư nam nữ Phật tử, tới nay chánh điện đã được hoàn tất, nhưng mà còn những công trình phụ như bờ kè, giải nhà khách còn trong cái sự rất là khó khăn, tới nay thầy cũng đã không ngưng công, không có làm nữa. Thì sẵn dịp hôm nay một lần nữa khẩn nguyện hồng ân Tam Bảo, xin Tam Bảo gia hộ thương xót cho đạo tràng chúng con, và xin quý Phật tử mỗi người một viên gạch, một hạt cát, một bàn tay để cùng trang hoàng, mang lại hơi ấm tình thương với ngôi chùa Giác Long, để cho ngôi chùa Giác Long chúng ta có đầy đủ điều kiện để chúng ta sinh hoạt. Quý vị biết một bàn tay, nếu chúng ta dỗ một bàn tay không thể lớn được, mà nếu như hàng triệu, hàng trăm bàn tay thì tiếng dỗ đó sẽ lớn. Một hạt cát không làm lên một phù sa được, nhưng mà với triệu, với ngàn, với tỷ, với triệu triệu, tỷ tỷ, một hạt cát thì nó sẽ làm lên một sa mạc lớn. Một viên gạch không xây thành quốc được, nhưng với triệu, trăm, ngàn viên gạch, nó sẽ làm lên một thành lũy rất là vững chắc và khang trang. Một lần nữa, mong rằng những lời kêu gọi thiết tha đến với những vị Phật tử hữu duyên, để mong rằng quý Phật tử một lần nữa phát tâm dũng mãnh để cho bờ kè của chúng ta được sớm được hoàn thành, cũng như là giải nhà tăng và nhà khách sớm được hoàn thành để đưa vào sử dụng cho cái việc sinh hoạt Phật sự nơi vùng sâu vùng xa này. Một lần nữa khẩn nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Chư Tôn Thiền Đức và cùng liệt quý vị được nhiều sức khỏe, mọi việc được hạnh thông, công được viên tròn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cũng mời quý Phật tử chúng ta đứng dậy tham quan. Trước Đài Quan Âm, Đại Đức Thích Minh Tuấn cùng Phật tử đã nhất tâm hướng nguyện, mong có được sự gia hộ trợ duyên của chư thiện nam tín nữ, Phật tử gần xa, ủng hộ tịnh tài tịnh vật để công trình xây dựng bờ kè, bảo vệ ngôi chánh điện cũng như ngôi tăng xá sớm được hoàn thành
để trang nghiêm cảnh Phật. Kính thưa quý vị, vẫn biết rằng cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi tấm lòng của quý vị ủng hộ chùa Giác Long cũng sẽ nói lên được đạo tâm vô lượng của quý vị trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp. Bằng cả tấm lòng của những người con Phật, chúng con luôn trân trọng và thành kính đón nhận sự hoan hỷ phát tâm cúng dường của quý vị. Xin thay mặt bổn tự bổn đạo chùa Giác Long thành tâm tri ân công đức. Kính chúc chư tôn đức và Phật tử thân tâm an lạc, Phật sự viên thành. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Mọi sự đóng góp xây dựng chùa Giác Long xin gửi về Đại đức Thích Minh Tuấn, trụ trì chùa Giác Long, ấp 2, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại liên hệ 0984 111 643 hoặc 0703 982 061 hoặc qua tài khoản. Chủ tài khoản Nguyễn Tuấn Thanh, tức Đại đức Thích Minh Tuấn. Số tài khoản 0101 697 896, Ngân hàng Đông Á chi nhánh Vĩnh Long.